Cái điều học là quy chánh xa sư trộm cốc cà mê su mi chá ha cha ra quê là mạc đi sư khóc răng sa ma dạ mi. Còn xin bây giờ điều học là quy chánh xa sư tà hạnh mu sa wa ra quê là mạc đi sư khóc răng sa ma dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sura mê ra ya ma cha pa ma đa tha na quê ra ma đi sẽ khó bất đăng sa ma dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumichachara Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramiraya Manchapamadanthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikkhapadane sa tu kang ka tua ngapamade lene chakalang samarakkhitappang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tâm quy vào ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amapante, dạ chúng con xin vâng. Sile na sukatin yanti, sile na khô khát tâm bác đai, sile na nếp của tin yanti ta smai, si lăng quỷ số thác dê. Các chúng sanh sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhâm nước bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơn. Sa thứ lành thai. Unta mang ghe na wan de hang pa da phan sun va unta mang bun the yo kali to do su bun to kamatu tang bap mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Unta mang ghe na wan de hang tham man kha duy thang wa rang tham me yo kali to do su tham mu kham a tu tăng mạc măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Unta mang ghe na wan de hang sang khan cha tu thon ta mang sang ke yo kali to do su sang khu kham a tu tăng mạc măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật tăng bảo là Phạm tăng và Thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài chí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để tròn đủ phước. Và con kính cho biết đến ngày Nam Mô Bụt Thà nhé. Siraming me bột thất sẽ thô xà rì bột tô cho đặc khi nê qua mạng xê mộc gà la nô bù rà tô bí đa can thế dân bạch chí mê mà mạ a nan đô kỳ nà sá qua cho tùn đi xà sá mạnh tà.
Lokabala chinda deva sabrahmakai te sangha nupavena sabbe payau vata neka antaraya pivina santuvasem. Sa tô Đức Phật ngự trên đầu với mặt xa lợi Phật và trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán Đế Thích Lãnh Phạm Thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau so a ta la tho su ki to bi ro na ho bu tha sa ta ne ro go to ho i sa ha ta pe nya ti pi sa ta la tha su ki ta bi ro na ha bu sa sa ne ro ga su ki ta ho i sa ha ta pe nya ti pi te a ta la tha su ki ta bi ro na ha bu tha sa sa ne ro ga su ki ta ho tha sa sa pe thị nhà thị khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong Phật đạo. Cầu xin cho thiện tín khỏi bình hòa vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thứ lành thay. Akasattha cha bhummattha devanaga mahintika punyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang. Akasattha cha bhummattha devanaga mahintika punyang no anumodantu chirang rakhantu no garu. Akasattha cha bhummattha devanaga mahintika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha cha bhummattha devanaga mahintika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha cha bhummattha devanaga mahintika punyang no anumodantu chirang rakkhantu. Đô Xá Đa, chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nô nhà tí đằng hồn hồ túc su ki ta hồn túc nhà ta yu. Y đằng nô nhà tí đằng hồ túc su ki ta hồn túc nhà ta yu. Y đằng nô nhà tí đằng hồ túc su ki ta hồn túc nhà ta yu. Do sự phước báo mà chúng con đã tổng sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng watame punyang asa wakha ya qua hằng hồn tức. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trí đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sống viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ngự ở mười muôn triệu thế giới xa bà vua trời Đế Thích Diêu Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính dâng phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phùn nhân ni ban nasapat chay yo hồ tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu đến niết bàn. Xa thức lành thai. Dạ giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân quý bà quý cô tư nữ và con kính tri ân đạo tràng. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa con, chưa có thấy thầy kinh, con kính được gửi nick lại cho cô Nhật Quỳnh.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sức Chi Na. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, chắc có lẽ bệnh là gì đó, Thì là vô trễ, giờ thầy cũng vô trễ luôn rồi. Dạ, thôi để Nhật Quỳnh cầm mít chút xíu, nếu Nhật Quỳnh thấy thầy vô, mời Thì là Na lên thỉnh Pháp Sư nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin cầm mít để chào những tỷ giao đạo tràng sau. Dạ, kính chào Tâm Hạnh. Mến chào Sức Thần Mai, mến chào Sức Thanh Hoàng. Kính chào Phúc Huệ Trung, mến chào Quang Thanh, mến chào Trích Thiện Vũ, mến chào Đi An Lạc, mến chào Trích Niệm Từ, kính chào Tây Châu, kính chào Tạm Quý, mến chào Tô Thị Phụng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao Tâm Quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Sích Thi Na đã thay mặt Đạo Tràng để bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, rồi bây giờ hết đời còn gì nữa đâu để nói mà thầy chưa vào. Vậy thôi bây giờ mạng phép đi ha, Nga Kim Nhung. Chị Thi Na, chị Thi Mát Ta. Chị Mát Ta nghe Nhật Quỳnh nói không chị Mát Ta? Alo, chị Mát Ta có trước máy không? Có nghe Nhật Quỳnh nói không? Kính chào thầy Kinh hả? Nhật Quỳnh chưa thấy thầy Kinh vào mà. Đạo Tràng có thấy thầy Kinh vào không? Dạ, Đạo Tràng có thấy thầy Kinh vào không quý vị? Dạ, chưa. Dạ, chị Mát có nghe Nhật Quỳnh chưa ạ? Có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không chị? Alo. Dạ. Vậy thì bây giờ trước khi thầy vào, mời chị Mát Ta mà đọc bài kinh cũ trước đi nha. Dạ, rồi thầy vào rồi lúc đó thì Thi Na thỉnh Pháp Sư. Dạ, chứ để Đạo Tràng trống vắng rồi nhiều khi có nhiều vị vào sau thì tưởng đâu máy mình có vấn đề. Tại lúc này đường truyền nó không có được ổn định lắm. Nên thường nhiều khi có vị vào không nghe được thì lại chạy ra. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh xin xuống mít mít bài chị Mát Ta đọc mở hàng nghe. nhớ hôm trước chị Mát Ta, hôm trước ở trong Pháp Cú không quý vị, Nhật Quỳnh nó đọc mở hàng có bị bắt lỗi. Nhật Quỳnh đấy nghĩ buôn bán lâu rồi còn có vụ mở hàng nữa. Dạ, mời chị Mát Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cô Kim Nhung nói là đọc kinh Karani. Dạ thôi, để đọc kinh, để đọc Bali của bài học hôm nay đi. Dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chị Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Và con cũng xin đọc bài Bali hôm nay, đoạn 3, Attha Tayo Attha Doa. Dạ, để kéo xuống, nhảy lên. Attha Tayo Attha Doa Da Sang Ga Ni Vi Sata Kara Ti San Ti Chat Tu Sang Khe Bo Ti Ni Wat Ta ni đề mù là ni cha quê đi tập bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh. Nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Attha Cha Tichara Maranang Anagato Attha Macche Attha Bhakchupane Attha Titayo Attha
tha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tạp chi ảo khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara vinnya năng nama rupang sayata năng phát so về đa na tâm hà u ba đa năng phá vô cha ti cha ra ma ra nan ti đọa đa sang ga ni so ka di wa cha năng ba net tha ni san ta pha la ni đắc sa năng. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, ta đọc luôn nha. Đoạn 4. Avijja sankhara gahane na banatha tanho badana phawa Igahita phawanti tha tan hu ba da na phawat gaha ne na cha awit cha sankhara cha ti cha ra ma ran nak gaha ne na cha vinya na i ba pha la banh cha ka me wa gahi tan ti kat toa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão, tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tỳ tề hề ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha căn y đà ni hề ta vô bành a gia tình pha la bành cha căn ti quỳ sa ta ca ra ti san ti cha tu san kề ba cha pha hoàn ti. Như vậy có một, năm nhân thuộc về quá khứ và hai, năm quả trong hiện tại, ba, năm nhân trong hiện tại và bốn, năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Đoạn 5. Cha tăng hô ba đa na cha ki lê sa wa tăng cầm ma pha wa sẵn khà tô pha huê ca đê sô sẵn khà ra cha cầm ma wa tăng u ba bát ti pha wa sẵn khà tô pha huê đa kê sô a wa sê sa cha huy ba ca wa tành ti tì ni quách tà ni á quýt cha tăng hà quá xê na đề mù là ni cha huệ đi tắc bà ni. Ba luân chuyển là một, vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa và vòng quanh của nghiệp. Một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới Upapatti phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tề sa mê quá chá mù la năng ni rô thề na ni rút chá tí chà ra ma ra na múc
cha ya bi li ta nama phình ha sô a sa hoa nặng sa mục ba đa bích cha cha ba quát ta ti hai quát ta ma bành tha mít chê quăng tê phu ma ca ma na đi căng ba tích cha sa mục ba đô ti ba tha sê bê si ma hà mu ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết, bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ, Meta đã đọc xong. Dạ, vậy không biết thầy có vô chưa? Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Meta xin trao mic lại cho đạo tràng. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn chị Meta. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh không biết có vị nào trong đạo tràng có thể liên lạc với thầy được không ạ? Đã hết một vòng rồi, dạ, chưa thấy thầy vào. Dạ, kính mời vị nào có thể liên lạc với thầy thì xin liên lạc thầy coi thầy có khỏe không ạ? Dạ, trong khi chờ đợi quý vị liên lạc với thầy thì Nhật Quỳnh kính mời một bàn tay tiếp tục đi ạ. Nhật Quỳnh sẽ post bài cho vị nào đọc thì Nhật Quỳnh sẽ bớt tiếp tục trong khi chờ đợi thầy vào. Dạ, vị nào liên lạc được thì xin mời. Dạ, rồi còn vị nào có thể đưa bàn tay? Ồ, vậy hả? Dạ, vị nào có thể đưa bàn tay lên thì xin mời ạ. Nhật Quỳnh bớt bài cho quý vị đọc tiếp. Alo. Vị nào có thể đưa bàn tay lên? Rồi. Xả thú hai bàn tay luôn. Nhật Quỳnh cứ bớt nhầm cái bớt nên nếu mà thầy chưa vào thì cứ nhờ quý vị muốn đọc hết bài hay muốn đọc từ đoạn rồi cho Nhật Quỳnh biết hãy đọc từ đoạn thì Nhật Quỳnh bớt từ đoạn rồi Nhật Quỳnh ngưng mình đọc đi để một chút nữa thầy vào trễ thì mình học luôn khỏi phải tra bài. Rồi mời quý vị nha. Dạ, con kính bên lễ sư Chiếu Đức. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Đoạn 3. Tát tha ta yo át tha đoà đá sang nhà mi vì sát ta ca la tí sàn thí chất tú sang khê bồ tì mi quát ta mi đề mù là mi cha huệ biết tắp bà mi. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Dạ, con kính chào thầy Kinh ạ. Cách thăng, avicca, sankhara, atito, attha, cha, tí, chá, ra, má ra năng, amagato, attha, mắt chê, attha, bất chấp bà mê áp tha tí tá vô áp tha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avicca sankhara viññāna nāma rūpaṃ salayata nang phaso về đá nà tằng hà upada nang phá vô cha tí cha mà cha ra má ra nằm tí đoà đá sàn nhà mi so ca đi quá cha nằng pa net tha mi san đá phá lá mi đá sa nằng. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc lục căn xúc thọ ái thủ hữu sanh lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, em đã đọc xong, kính chào thầy Kinh ạ. Em xin xuống mic.
Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng, con xin phép được thỉnh pháp sư. Bên máy con không có thấy nick của thầy nữa. Dạ. Xin phép thỉnh thư. Nam mô tha. Dạ con cũng không thấy. Dạ thưa cô, con gửi mic lại cho cô nha. Bữa nay máy chắc trục trặc để con ra ngoài, con vô lại thứ con không thấy thầy nữa. Nam mô Bụt Tha gia. Dạ thầy chưa vào thì Na ơi. Dạ chắc có thầy ở máy thầy bị trục trặc. Dạ mời Thanh Hoàng tiếp tục ôn bài nha. Mời Thanh Hoàng. Dạ em xin bài ạ. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng của quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 4. Avijja sankhara kha gane na pa pa netta tan hu pa dana pha hòa pi ga hi hi ta pha hoàn ti tan tat tha tan phụ tan hu pa đa na phát gấp qua ha nề na cha avit cha sanh kha ra cha ti cha ramana na ga he na vinh nhà na di pa pha la pành cha ca mê qua ga hi ta ti ca các tòa. Con kính lễ thầy kinh ạ. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái và thủ hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão tử, lão và tử thì năm hậu quả cùng những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha càng y đà ni hệ ta vô bành cha a cha a ya te pha la bành cha càng ti sa ba ca ra ti san thi cha tut san khe bà cha phần cha qua hoàn tí năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại, bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Xin nhường mic lại cho Tina thỉnh pháp sư. Con xin xuống mic ạ. Con kính cảm ơn quý đạo hữu ạ. Nam mô Bụt Tha Yết, Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sang Kha Yết. Con xin phép được thỉnh pháp sư. Nam mô Tha Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyền lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ phạm từ, đó là nhóm Kiều Trọng Như, được nếm hương vị hữu dư niềm bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hạng còn lâu năm, cả tam giới thừa âm vô cầm, đám mưa lành rơi khắp thế gian,
bởi nhân cớ tin rõ ràng, tình ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đường trí tri vẹn toàn. Dạ, chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính cho biết đến thầy, Nam Mô Bụt Thà nhé. Nam Mô Bụt Thà nhé. Nam Mô Tham Mai nhé. Nam Mô Sát Khai nhé. Dạ, kính lễ Sư Đi Đức. Kính chào tất cả quý vị. Sorry, vô trễ chứ nha. Nãy bận tay chút xíu rồi vô cái máy kẹt luôn. Máy kẹt, không vô được. Trễ chút xíu, không sao. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tánh Tăng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namastami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhamatulaṃ Sassattham Anuttamaṃ Abhivadiyatthasisaṃ Abhidhammatthasanghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sa Di Đà. Kính thưa chư tôn đức, kính chào tất cả quý vị. Rồi buổi học mình cũng tiếp tục như thường lệ ha. Đọc bài trước rồi sau đó mời một vị lên đọc cái bài tuần trước. Chúng ta đi vô. Rồi xin mời. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ngôi tam, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Con kính lễ thầy kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài tiếp ạ. Đoạn 5. Awich cha tàn hù bà đà na cha ki lề sa qua cầm ma sang kha to pha huệ ca đề so sang kha ra cam ma wa u ba bát ti pha wa sang kha to pha huệ ca đề so a wa se sa cha vi pa ca wa tan ti ti ni wa ta ni a vi cha tan ha wa se na đề mu la ni cha huệ đi tap ba ni. Ba luân chuyển là một vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Một phần trở thành thủ được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại. Phạm nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới. Upapati phawa. Và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Tề qua mù là nàng ni rô thề na ni rú cha tí. Chà ra ma mô đà gia bà li tà na ma phìn hạ hát sô. À hàn sa múc bà đà chà ba quát. Tati wat tama ban thamik che wang te phu mak kamana di kang batik cha sa muk ba do ti pat tha be si ma mu. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt, vô minh xuất phát từ những ô nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng những kiếp vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh.
Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào thầy Kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài. Đoạn 3. Tát tha ta yô át tha đoà ta sang gà ni. Vì sát ta ca ra ti sanh thi cha tu sanh khê phô. Tì ni vát ta ni đuê mù la ni cha quê đi tắp bà ni. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sinh. Nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm. 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các tham, Avijja, Sankhara, Atito, Attha, Chati, Chara, Maranang, Ana, Anagato, Attha, Macche, Attha, Pachupanne, Attha, Titayo, Attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ. Sanh, lão, tử thuộc về vị lai. 8 chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy, có 3 thời kỳ. Avijja, Sankhara, Vijñānaṃ, Nāmarūpaṃ, Salayatanaṃ, Phasso, Vedanā, Taṇhā, Upādānaṃ, Phavo, Chāti, Chara, Maranaṃ, Ti, Đoà, Dasaṅgāni, Soka, Divacan, Panetta, Nitsan, Davalani, Dapsanang. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh, sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi, những danh từ, sầu muộn, ta thán, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin thầy rửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ thưa, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con quý bà quý cô tu nữ, con kính chào thầy, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc đoạn 4. Avijja Sankhara Gahe Nena Pat Pathe Patnetha Tăng Hù Pà Đà Na Phát Hòa Phí Cá Hí Tà Phát Hoàn Tí Tát Thà Tăng Hù Pà Đà Na Phát Hòa Cá Hà Nề Na Chá Á Quý Chà Sang Khà Ra Chà Tí Chá Ra Má Rá Na Gá Hề Nề Na Chá Quỳnh Nhà Na Tí Phá Lá Văn Chá Khá Mề Quá Khá Hí Tàn Tí Khá Tò. Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành, thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati thề hê ta vô bàn chá, y đà ni phá lá bàn chá cần, y đà ni hê ta vô bàn chá, à yat tin phá lá bàn chá khan tí, vì sa ta ca ra, tí san tí, chá tút san khề, bà chá phá hoàn tí. Như vậy, có một, năm nhân thuộc về quá khứ, 2. Năm quả trong hiện tại, 3. Năm nhân trong hiện tại và 4. Năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ con xin hết, con kính mời vị kế tiếp.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư trong đạo tràng, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay con xin đọc bài học hôm nay là đoạn 5. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn đã post bài học lên đoạn 5. Avijja tanho ba da na cha ki le sawat tang Kamma phava sankhato phave kade so sankhara cha kamma vattang ubapatti phava sankhato phave kade so avasesa cha vibhaka vattanti tini vattani avic chà tần hà quá sệ nó đuề mù là ni cha huệ tích tấp bà ní. Ba luân chuyển là một vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu, được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại, phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu, được biết là kiếp sống mới, upapatti phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, Tê sa mê quá cha mù la năng ni rô thê na ni rút cháy cha ra ma ra na múc cha gia bì lý tà na ma phình ha sô a sa hoa năng su mập bà đà a vi cha cha ba vát tà ti vát ta ma bành tha mít chê vằng tê phù ma ca ma na đi cần bát tích cha sa múc bà đồ ti bát tha về si ma hà mù ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt. Vô minh xuất phát từ những ô nhiễm ô, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng cận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ, con đã đọc bài xong. Con có sai, cảm ơn thầy kinh và đạo tràng chỉnh sửa nội dung con. Dạ, cảm ơn thầy kinh và xin trao mít lời cho sư phụ mình ạ. Nam mô Tha Giá. Dạ, sa thủ kính cảm ơn xích niệm từ. Dạ, còn vị nào chưa trả bài thì kính mời bàn tay. Dạ, Nhật Bình xin được trả bài. Dạ, cảm ơn Châu Nguyên, cảm ơn Thiệu Vũ. Dạ, Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, kính thầy kinh. Dạ, hôm nay thầy kinh vào trễ nên Nhật Bình mạng phép cho quý vị ôn bài trước. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng để thầy vào có thời gian học bài. Dạ, xin phép thầy kinh hoan hỷ cho nghe. Dạ, mạng phép cho ông bài trước. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Mời Quang Thanh, mời bàn tay Quang Thanh nha. Đoạn 3. Ta tha ta dơ át tha đo đa sẵn gà ni vì sát ta ca ra ni sẵn thị cách tu sẵn khề bồ tì ni quát ta ni đề mụ là ni cha quê đi tắp bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm bốn nhóm,
ba sự liên hệ, bốn phân hạng, ba vòng quanh và hai nhân. Ca thằng a quy cha sanh kha ra a tỳ tơ a tha cha ti cha ra ma ra nằng na na ga tơ a tha mắt chê a tha bắt chấp bàn nề a tha ti ta dơ a tha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara vinnya năng nama rupang sala yatanang pha sơ quê đa na tanh ha u ba đa năng pha vô cha ti cha ra ma ra nan ti đo đa san ga ni sơ ca đi qua chân năng Manathanisan Dapalanidasanang. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn xúc thọ ái hữu hữu, sanh lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ. Hết đoạn 3 rồi, kính mời bằng tay quý vị cho Nguyễn đọc bài không nhập bên mất bài cho Nguyễn đọc nha. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn thầy kinh, kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con chào Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhật Hình ạ. Đoạn 4. Avijja Sankhara Sankhara-gahi-napanek-tha-tan-hu-ba-da Na-pha-wa-pi-gahi-ta-pha-wan-ti Ta-tha-tan-hu-ba-da Na-pha-wak-ga-ha-ni-na-cha-a-wit-cha-san-kha-ra Cha-ti-cha-ra-ma-ra-nak-gahi-na-cha-in-nya-na-di-pha-la-pan-cha-ka-me-wa-ga-ti Gahi tạng tí cách tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta wo pancha idani phala pancha kang idani he ta wo pancha ayatin phala pancha kang ti visata kara ti san thi cha tu san he pa cha pha quan ti. Như vậy có năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, 3. Năm nhân trong hiện tại và 4. Năm quả thuộc vị lai, có 20 phân cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ thưa con đã đọc xong và con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng, con kính mời đạo tràng ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Thầy, Nam mô Sang Thầy. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ thầy, con kính chào thầy kinh. Đoạn, con xin đọc bài đoạn 5. Ai quý trà tàn tàn hồ ba đà na trà kỳ lề sa quát tằng cầm ma phà hoa sàng sàng khà tổ pha quê ca đề sô sàng khà ra cha cầm mà hoa quát tàng u ba bát ti pha quà sàn sàng khà tổ pha quê pha quê pha quê ca đề sô a quà xê sa cha quỳ bà ca quát ta tàn ti tình tì ni quát tà ni a quýt trà tàn nhà quê sê na đề quê mu là ni cha quê đi ba táp bà ni. Ba luân chuyển là một, vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa là hữu, được biết là những hành động, những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện. Trong hiện tại, phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Một phần của sự trở thành hữu, được biết là kiếp sống mới. U ba bát ti phá hòa và còn phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh là dục, là ái dục, phải được hiểu là hai nhân một. Tê sa mê qua cha mù là con bị rớt mạng rồi đấy ạ. Con nghe được không ạ? Con vừa bị rớt mạng. Nghe được rồi. Vô minh là và ái dục phải được hiểu là hai nhân một. Tê sa mê qua cha mù là nằng ni rồ thề na ni trùng cha ti cha già ma gia nằng múc cha già cha ra bì li ta na ma phình ha sồ a sa quà nằng sa múc ba đà a quý trà ba quát sa ti quát tằng mà bàn tha mích chề quằng tề phù ma cà ma na đi cằng bi tít cha sa múc ba đi tổ ki bát tha bề si ma hà mu ni.
tóm lược bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Chí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam thế giới bằng định luật tùy thuộc pháp sanh. Dạ con đã đặt xong ạ, con xuống đi. Dạ, xa thủ quan tâm. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn chị Mạch Ta, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, dạ, cảm ơn Thịnh Hoàng, cảm ơn Thi Na. Dạ, thưa Thầy, mà lúc nãy Thầy chưa vào thì quý Phật tử đã ôn bài rồi. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, chắc bây giờ thì không còn vị nào đưa tay ôn bài nữa. Dạ, kính... mời Thầy đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh Thầy ạ. Dạ, xa thứ. Giờ mời một quý lên đọc cái bài từ rồi á. Ai tình nguyện giơ tay đọc cái bài từ rồi học rồi á. Alo. Ai lên, giơ tay. Hai mọi người vậy. Rồi, mời con Nhung đi, mời con Nhung lên đi. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lễ quý sư, quý cô, tu nữ. Dạ, con kính lễ Thầy, kính chào các anh chị. Con xin đọc bài tuần trước, ngày 23 tháng 7, Thủ Duyên Úc Đà Nắc Cha Bách Cha Già Phá Quá Hữu là cái gì trở thành cái có hiện sẽ trở thành hữu có hai là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu cầm ma phá quá có ba: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp là sự cố tạo tác bằng thân hành làm các việc thiện hay bất thiện, tư hợp với 10 thiện tạo ra thân nghiệp bất thiện, phối hợp với 8 thiện dục giới tịnh hảo tạo ra thân nghiệp thiện. B là khẩu nghiệp, là sự cố tạo tác bằng khẩu hành sai khiến lời nói thiện hay bất, là tâm sở tư cộng 12 bất thiện và 8 thiện dục giới tịnh hảo. C là ý nghiệp, sự tư duy tạo các ý thiện, thiện thuộc hiệp thế, chi pháp, tâm sở tư, cộng 12 bất thiện, cộng 8 thiện dịnh hảo, cộng 9 thiện đáo đại. Nghiệp hữu và hành tương đương, nghĩa là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Upapattipaqua, khi có sự sanh, sự hiện hữu các uẩn trong các cõi do nghiệp hữu, khi đó có sanh hữu. Sanh hữu nói gọn có ba là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Nói rộng có ba nhóm ba bằng chín sanh hữu. A. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. B. Hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu. C. Nhất uẩn hữu, tứ uẩn hữu, ngũ uẩn hữu, tổng số 3 nhóm sanh hữu. 3
cả các sanh được tìm thấy trong 31 cõi tam giới. Một nhỏ, dục hữu, cà ma pha quá, có 11 cõi thuộc dục giới, có đủ 5 uẩn, là 4 cõi khổ, 1 cõi người, cộng 6 đời vui dục giới bằng 11 cõi dục giới. Sắc hữu, rù ba pha quá, có 16 cõi thuộc sắc giới, đủ 5 uẩn và 1 uẩn, có sự hiện hữu của Phạm Thiên ở 16 cõi sắc giới. 3. Vô sắc hữu, sắc pha quá, có 4 sắc tứ danh uẩn của các vị đại phái vô sắc. 4. Hữu tưởng hữu, sần nì pha quá, có 2 cõi là 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới, trừ cõi vô tưởng, 3 cõi vô sắc giới bằng 29 cõi. Có sự hiện hữu các chúng sanh có tưởng thô trong 29 cõi dục, sắc và vô sắc, trừ một cõi vô tưởng và một cõi phi tưởng, phi phi tưởng. Tưởng thô là tưởng rõ rệt, tưởng tế là có tưởng nhưng không có tưởng, là phi tưởng, phi phi tưởng. 5. Vô tưởng hữu, asani pha quá, có một cõi tưởng với sắc uẩn, có sự hiện hữu của chúng sanh thuộc cõi vô tưởng. 6. Phi tưởng phi phi tưởng hữu, asani na sanni pha quá, có một cõi thuộc tứ danh uẩn, sự hiện hữu của các thiên cõi vô sắc cao nhất. 7. Nhất uẩn hữu, ê các vô cà ra pha quá, là chỉ có một uẩn duy nhất, tức chúng sanh thuộc cõi vô tưởng, chỉ có sắc uẩn. 8. Tứ uẩn hữu, chát tu vô cà ra pha quá, có 4 uẩn, tức danh uẩn, thuộc các vị đại phạm thiên cõi vô sắc. 9. Ngũ uẩn hữu, bành cha vô cà ra pha quá, có 5 uẩn, với tất cả chúng sanh có đủ danh sắc, thuộc 11 cõi dục và 15 cõi sắc giới, trừ cõi vô tưởng. Ghi chú, đối với các loại hữu nào phát sanh do từ dục, cái đó được gọi là dục hữu. Hữu năng do ly dục, nhưng ái sắc gọi là sắc hữu. Hữu nào phát sanh do ly sắc, nhưng ái vô sắc gọi là vô sắc hữu. Hữu nào không có tưởng là hữu tưởng hữu. Hữu nào có tưởng thô là hữu tưởng hữu. Hữu nào không có tưởng thô, tưởng tế là phi tưởng phi phi tưởng hữu, có hữu 5 uẩn, có hữu 4 uẩn và hữu nhất uẩn. Tất cả hữu này đều do nghiệp tác thành. Không có nghiệp hữu, thời không có sanh hữu. Thủ duyên hữu, tương ưng. Dục thủ duyên cho dục hữu, có đủ 5 uẩn, thuộc về tưởng hữu. Sắc thủ duyên cho sắc hữu, có 5 uẩn, có 1 uẩn. Tưởng hữu có, vô tưởng hữu có. Vô sắc thủ duyên cho vô sắc hữu, có 4 danh uẩn, tưởng hữu có, phi tưởng phi phi tưởng hữu. Như vậy, đối với ba hữu, dục hữu, sắc hữu, vô, duyên từ tứ thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, từ đó có được 3 nhân 4 bằng 12 hữu. Dạ, con thưa thầy, đó là nội dung của bài ngày hôm trước ạ. Dạ, con kính tri ân thầy, dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống. Rồi, xa thấu, cảm ơn cô Kim Dung với lại chào Nguyễn. Nó bó bài ha, rất là xa thấu. Quý vị đã được loại học mà nắm hết không? Nếu nắm hết được cho giữ xa thú coi, cho bông rồi lên coi. Alo. Rồi, xa thấu ha. Bài quá hay ha, bài chúng ta học thấy từ từ chúng ta sẽ thấy chi tiết những pháp, nếu không học vì pháp thì chắc cũng vô phương, vô phương hiểu được. À, sao thôi. Rồi bây giờ mình đi tiếp theo là số 10, hữu duyên sinh. Copy này luôn nha quý vị. Rồi đó là chi thứ 10. Phá quá bách cha già trà tí hữu duyên sinh. Sắp hết ha, sắp hết cái dòng tập diễn viên ha.
Rồi, hai câu hạ mới vô rùm. Hữu duyên sinh. Rồi, xuống dòng. Hữu duyên sinh, chỉ lấy phần nghiệp hữu. Hữu duyên sinh, chỉ lấy phần nghiệp hữu. Không thể là sanh hữu. Hữu duyên sinh, chỉ lấy phần nghiệp hữu. Không thể là sanh hữu. Rồi, như vậy khi mà nói về hữu duyên cho sinh, tức là ở đây ta lấy phần nghiệp hữu, do nghiệp nó mới làm nhân, nó đưa đi, nó làm duyên cho cái sự sanh ra, sự trở thành. À, thì đó là lấy phần nghiệp hữu. Còn cái sanh hữu là nó làm cái cảnh giới, cái duyên từ cái do cái hữu, hễ có hữu thì nó có cái nghiệp hữu và sanh hữu, và có nghiệp hễ có nghiệp, chỗ nào thì kế mà nó mà có cái sự cái cảnh giới để đi tới sanh. Rồi bây giờ nói về duyên thì trực tiếp về hữu duyên cho sinh, thì phải nói rằng là nghiệp hữu làm nhân để làm duyên cho đi tái sanh. Thì như vậy là hữu duyên cho sinh. Rồi xuống dòng nghiệp hữu hai chấm. Nghiệp hữu hai chấm. Rồi bây giờ với cái nghiệp hữu, tức là cái nghiệp nào mà nó làm nhân làm duyên để cho đi tái sanh trong cảnh giới tương lai, thì theo như vậy thì nghiệp hữu này gồm có những loại tâm nào, ai tình nguyện giơ tay không? Nghiệp hữu là những loại tâm nào? Rồi mời các bạn. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mạ, Nam Mô Sang Thầy. Dạ, con kính ảnh lại Ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và thầy kinh đạo tràng. Dạ, cái này lấy con thử nha thầy. Dạ, nghiệp hữu thì mình phải nói đến 29 cái tâm động lực. Dạ, chính 29 tâm động lực cộng với cái tâm sở tư sẽ làm tạo ra cái nghiệp hữu. Dạ, thầy có cần con list ra 29 tâm động lực không ạ? Dạ, 29 tâm động lực thì có 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 9 tâm đáo đại thì có 5 tâm thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc giới và cộng tâm sở tư. Alo, alo, cô Nhung muốn lên nói gì đó, alo, có nghe không vậy? Yeah, rồi, ok. Thấy cô Nhung đưa mic lên, là mời cô Nhung lên cái. Ờ, không có, thoải mái. Ok, rồi. Như vậy là sa thú. Sa thú cô Hà đã trình bày đúng nghiệp hữu là gồm có 12 tâm bất thiện, 8 thiện dục giới và 9 đạo đại. Hoặc 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới. Rồi bây giờ mời cô Meta lên tụng dùm mười hai tấm bất thiện trước đi. Mời cô Meta lên tụng 12 tấm bất thiện trước đi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mạ, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng Chư Tôn Đức, quý sư, quý cô tu nữ, dạ, con kính đảnh lễ Thầy, dạ, con xin học 12 tâm bất thiện ạ. 12 tâm bất thiện gồm có 8 tâm tham, đó là tâm tham thọ hỷ hoặc tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hoặc tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham
tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Về tâm si gồm có hai, gồm có tâm si thọ u hợp phấn vô trợ, tâm si thọ u và tâm sân. Con nói lại, tâm sân thọ u hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ u hợp phấn hỗ trợ. Về tâm si thì có hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng vật. Dạ, con đã nói 12 tâm bất thiện. Dạ vậy con xin xuống mic, thầy muốn con nói luôn 8 tâm thiện dục giới. Dạ thôi con xuống mic. Xa thấu, xa thấu. Cảm ơn cô Meta. Quýu hơi bị rung. Rung nói vậy. Nói lộn là lộn quẻ. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh. Tám tâm đại thiện dục giới tình thảo cơ. Mời cô Nhật Quỳnh. Cô Nhật Quỳnh đó rồi. Dạ, bye bye. Rồi, mời cô. Nam Mô Bụt Tha Gia. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Thầy kêu người dốt nhất mà lên đọc thì chắc ăn học kịch nhiều lắm thầy ơi. Nhưng mà cũng cũng đọc đại, nếu mà sai thì có thể thầy chỉ dạy thêm, đạo tràng chỉ dạy thêm để đọc được. Dạ ba thầy, thưa thầy, giờ mình đọc là tám tâm dục giới là tâm quả phải không thầy? Đọc tám tâm quả phải không thầy? Thầy cho biết tín hiệu giùm. Dạ tâm thiện. Dạ cảm ơn. Tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Một, tâm thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả, hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả, hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả, ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả, ly trí hữu trợ. Dạ, tám tâm đại thiện. Dạ, có sai thì chính thầy và đạo tràng chỉ dạy. Dạ, xin phép được xứng mít ạ. À. Ê, xa thức, xa thức. À, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Rồi, còn chín tâm đó đại, còn lại mời Tina. Tina đâu rồi? Mời Tina cho ta coi. Tina đâu? Tina, Tina, đâu mất rồi. Rồi, mời chính tâm đó đại nha. Dạ. Chính tâm đáo đại là con xin phép được đọc là tâm thiện sơ thiền. Dạ thưa, chính tâm đáo đại là còn là có năm tâm sắc giới và bốn tâm thiện vô sắc giới. Dạ, dạ thì có tâm thiện sơ thiền thọ hỷ, tâm thiện thọ hỷ sơ thiền, tâm thiện thọ hỷ tâm thiện thọ hỷ nhị thiền, tâm thiện thọ hỷ tam thiền, tâm thiện thọ hỷ tứ thiền, tâm thiện thọ xả ngũ thiền.
và có tâm thiện thọ xã không vô biên xứ, tâm thiện thọ xã thức vô biên xứ, tâm thiện thọ xã vô sở hữu xứ và tâm thiện phi tưởng xứ. Dạ thưa con xin hết, con có sai xin thầy sửa giúp cho con. Rồi, xa thú ha. Giang Nhật Hạ có chạy xe không? Có lên được không? Giang Nhật Hạ đâu cho biết coi. Có lên được không cho tín hiệu. Alo. Đó tiếp rồi. Để cái ngôi sao tướng này giữ dằn quá nó không tiêu à. Rồi, Giang Hạ chắc lên không được rồi. Rồi, bây giờ mời Châu Nguyễn lên chia pháp luôn, chia hết 12 tâm bất thiện, 8 dục giới, 9 tâm thiện tối đại. Chia gồm. Rồi, mời Châu Nguyễn nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào Toàn thể Đạo Tràng. Trời, sao Thầy giao cái bài gì mà khó dữ vậy Thầy? Chia ra gần. Dạ. Dạ, là con làm có sai, con nhờ Thầy sửa ạ. Dạ, con xin chia pháp 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 8 tâm tham gồm có tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ, hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ, ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ, ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xã, hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xã, hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xã, ly tà vô trợ, tâm tham thọ xã, ly tà hữu trợ. Dạ, tám tâm tham, đây là 8 tâm tham. 2 tâm sân gồm có tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ, gom lại là 2 tâm sân. Tâm si, 2 tâm si gồm có tâm si thọ xã hoài nghi và tâm si thọ xã phóng dật, gom lại là 2 tâm si. 8 tâm tham cộng 2 tâm sân cộng 2 tâm si, gom lại là 12 tâm bất thiện. Và 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo gồm có tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xã ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xã ly trí vô hữu trợ, gom lại là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Năm tâm sắc giới gồm có tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm thiện nhị thiền sắc giới, tâm thiện tam thiền sắc giới, tâm thiện tứ thiền sắc giới, tâm thiện ngũ thiền sắc giới, gom lại là 5 tâm sắc giới. 4 tâm vô sắc giới gồm có tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ, gom lại là 4 tâm vô sắc giới. Dạ như vậy, dạ con chia như vậy đúng hay sai, con nhờ thầy sửa. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại dạ thầy ạ. Sa thứ giỏi quá, giả bộ mắc cỡ gì nữa đó quý vị, giỏi quá. Sa thứ vô bài lại cái rung hết trơn, hai bài học 3 năm trước nữa nha, bài học là 3 năm trước rồi. Bây giờ thêm một màn nữa, màn này mời cô Dung lên.
dùng làm một hơi một, 12 tâm bất thiện rồi một hơi một rồi ha, không có hơi thứ hai, à, một hơi một, có dùng 12 tâm bất thiện, rồi một hơi một 8 tâm thiện, rồi một hơi một là 9 tâm đó đại, rồi một hơi nha, rồi. Dạ con thưa thầy, cái này còn căng hơn Châu Nguyễn đó thầy. Dạ con xin được đọc 12 tâm bất tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ tâm tham thọ xả ly tà vô trợ tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ tâm si thọ xả hợp hoài nghi tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ thưa thầy, đó là 12 tâm bất thiện. Dạ 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, đó là, để con lấy hơi thưa thầy. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ tâm thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ tâm thiện thọ hỷ lý trí hỗ trợ tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ tâm thiện thọ xả hợp trí hỗ trợ tâm thiện thọ xả lý trí vô trợ tâm thiện thọ xả lý trí hỗ trợ. Dạ. Đó là 8 giới ạ. Dạ, 5 tâm thiện sắc giới gồm có tâm thiện sơ thiện sắc giới, tâm thiện nhị thiện sắc giới, tâm thiện tam thiện sắc giới, tâm thiện tứ thiện sắc giới, tâm thiện ngũ thiện sắc giới. Tâm thiện thính xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ đó là 9 tâm thiện đáo đại. Dạ thưa thầy con đã làm xong. Dạ con kính tri ân thầy, dạ kính cảm ơn đạo tràng. À xa thứ xa thứ ha. Dùng tuyệt vời có vậy ha, tổng giấy mới tổng tập trung tư tưởng super luôn ha, đúng rồi, super dữ dằn ha. Rồi, rồi lớp mình càng ngày càng dữ dằn ha, à, từ từ mình ôn cái vậy lâu lâu mình ôn lại vậy để cho nó không quên ha, có cái pháp vững chắc trong tâm mình ha. Rồi và tiếp tục xuống dần nãy tới đâu có tiêu rồi cái nghiệp phủ ha. Rồi xuống dần đánh cái bông bông bự là dần cái bông bự đầu dòng. Mọi sự khác biệt về giai cấp phải dòng tộc phải trú xứ phải mọi sự khác biệt về giai cấp dòng tộc trú xứ loại sanh thú khi sanh loại sanh thú khi sanh chính là do các nghiệp này, chính là do các nghiệp này. Mọi sự khác biệt về giai cấp, dòng tộc, trú xứ, loại sanh thú khi sanh, chính do các nghiệp này. Kể chưa vậy nè ba trời ơi rồi. Mọi sanh thú khác biệt. Đó, ra là đó. Cho Nguyễn viết lên được rồi đó. Mọi sự khác biệt về giai cấp, dòng tộc, trú xứ, loại sanh thú khi sanh, chính là do các nghiệp này. Và cái câu nhấn mạnh cho mình biết là tất cả mọi cái sự khác biệt trên cái thế gian này về giai cấp giàu, nghèo, hèn, sang, vân vân, về dòng tộc này, dòng tộc kia, rồi trú xứ về loại sanh thú. À, khi mình sanh ra mình thuộc loại nào loại thú hay loại người hay trời vân vân thì chính là do những cái nghiệp phủ này nó tạo thành nó tái tạo ra ha. Ví dụ như 12 tâm bất thiện làm nhân để cho đi sanh thú nhưng cõi khổ, 8 thiện thì làm sanh thú thì cõi vui, 5 thiện sắc giới là làm cho đi sanh thú cõi thiền sắc giới, 4 thiện vô sắc là làm cho cái sự sanh thú này cõi thiền vô sắc. À, hoặc là những sự khác biệt về giai cấp chẳng hạn, giàu sang nghèo hèn vân vân, sanh ra nghèo khổ này cũng là do cái nghiệp quá khứ mới làm, được giàu sang sung sướng cũng là do cái phước trong quá khứ mình làm được như vậy ha, vân vân. Thì tất cả mọi thứ sự mà phân biệt sự khác biệt trên cái cuộc đời này đều do nghiệp hữu nó tái tạo. Được chưa, xong chưa, ghi xong chưa, cô Nhật Quỳnh, cô Meta xong chưa?
Rồi, xuống dòng xin, hai chấm, xin. Hai chấm. Có nghĩa là có sự phát sanh. Có nghĩa là có sự phát sanh. Có nghĩa là có sự phát sanh, sự hiện hữu của các uẩn. Sự hiện hữu của các uẩn. Do nghiệp hữu. Do nghiệp hữu trong hiện tại. Duyên cho sự sanh trong tương lai. Sinh có nghĩa là sự phát, có sự phát sanh, sự hiện hữu của các uẩn do nghiệp hữu trong hiện tại, duyên cho sự sanh trong tương lai. Đó là được gọi là sinh. Hữu duyên sinh là gì? Sinh là có cái sự phát sanh ra, sự hiện hữu của các uẩn, tức là sự hiện hữu của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, do nghiệp hữu trong cái hiện tại. Ví dụ như trong hiện tại mình tạo những cái nghiệp này, bất thiện, thiện, nè, thì do nghiệp hữu trong hiện tại nó làm duyên cho cái sự tái sanh trong tương lai. Đó là sinh, thì được gọi đó là sinh. Nói cách khác, dòng nói cách khác là có sự hiện hữu của hai thành phần danh và sắc. Nói cách khác là có sự hiện hữu của hai thành phần danh và sắc. Tức là sự sinh là có nghĩa là có sự hiện hữu, sự xuất hiện của hai cái thành phần danh và sắc. À, danh là thuộc về phần tâm linh, sắc là phần vật chất, ha. Danh và sắc và có sự xuất hiện của cái hai cái này. Rồi, số 1, danh sanh, hai chấm. Danh sanh, hai chấm. Khi có nghiệp hữu làm duyên. Khi có nghiệp hữu làm duyên. Tạo nên tâm và tâm sở sanh khởi. Khi có nghiệp hữu làm duyên, tạo nên tâm và tâm sở sanh khởi. Rồi, tức là ở đây nói là danh sanh, tức là cái danh nó được sanh lên là khi nào mà có nghiệp hữu, tức là do cái nghiệp tạo, nghiệp hữu làm duyên, nó tạo nên tâm và tâm sở được sanh khởi lên, thì lúc đó được gọi là danh sanh. À, tức là nghiệp hữu tạo nên tâm và tâm sở sanh khởi, được gọi là danh sanh. Số 2, sắc sanh, hai chấm. Sắc sanh. Nãy là danh sanh ha, mới là danh sanh, giờ tới sắc sanh, tức là hai thành phần. Nãy chúng ta thấy là nghiệp hữu nó tạo ra danh và sắc ha. Thì giờ danh sanh là khi có nghiệp hữu nó tạo nên tâm và tâm sở, thì được gọi là danh sanh. Bây giờ sắc sanh là có sự phát sanh. Là có sự phát sanh. Của các sắc. Của các sắc. Do nghiệp. Của các sắc.
do nghiệp tạo. Của các sắc do nghiệp tạo. Còn được gọi là sắc nghiệp sanh. Còn được gọi là sắc nghiệp sanh. À, như vậy là sắc sanh tức là có một cái sự xuất hiện, sự phát sanh của sắc, tức là phần vật chất đó, phần sắc đó, do nghiệp tạo, tức là do chính nghiệp nó tạo ra. Thì cái sắc mà được nghiệp tạo này đó, thì người ta gọi là sắc nghiệp, hay là gọi là sắc nghiệp sanh, sắc do nghiệp tạo. Thì khi mà khởi đầu một cái kiếp sống mới đó, tức là khi mà tử rồi sanh trở lại đó, thì khi lúc đó có tâm mà tâm sở rồi về tục sinh đó, tâm tục sinh và sắc pháp nó sanh theo, thì sắc pháp lúc đó sanh theo là do nghiệp, cho nên được gọi là sắc nghiệp sanh. Xuống dòng có ba bọn sắc nghiệp, có ba bọn sắc nghiệp. Sắc thần kinh thân, sắc tính và sắc hy vật. Sắc thần kinh thân, sắc tính và sắc hy vật. Rồi, như vậy là khởi đầu của một kiếp sống của một chúng sanh có ngũ uẩn không? Là có sắc luôn, có sắc pháp. Thì sắc thần kinh thân là xuất hiện, sắc tính xuất hiện, sắc y vật xuất hiện đầu tiên trong một cái đời sống mới. Thì khi chúng ta tục sinh ra có một chút xíu cái vật chất, cái sắc, cái sắc đó đầu tiên giống như một giọt nước, một chút xíu mà rảy, người ta nói nhúng cái lông con nhím mà vô dầu rảy 7 lần nó còn dính lại chút xíu rồi. Thì lúc đó nó đã có cái sắc thần kinh thân, ngay lúc đó do nghiệp tạo. À, ngay cái khởi đầu tiên của một cái sắc na đầu tiên ha, mà nó đã có sắc là kinh thân. À, rồi sắc tính là lúc đó là nó đã xác định được có được nam tính hay nữ tính ngay cái thời cái điểm khởi đầu là có sắc tính. À, và sắc y vật tức là cái sắc để cho tâm nó nương thì được gọi là sắc y vật. Thì như vậy trong khởi đầu của một kiếp sống phát sinh cái sắc pháp do nghiệp tạo được gọi là sắc thần kinh thân, sắc tính và sắc y vật, là có đủ cả ba này hiện hữu đầu tiên ha. Và trong cái tích tắc đó là chúng ta thấy ba cái này nó xuất hiện. À, như mình tục sinh, mình sanh là người thì trong cái sắc na đầu tiên là mình đang có đầy đủ ba cái này: sắc thần kinh thân, sắc tính và sắc ý vật. Nếu mà không có thì không được, bắt buộc phải có. Thì có cái thân sanh ra có một chút xíu cái sáng, mặc dù cái sắc pháp nó giúp nhỏ xíu nhưng mà nó cũng phải có sắc thần kinh thân để nó tồn tại, nó sống. Chứ mà sao sống được? Phải có sắc tính, phải là nam tính hay nữ tính thì lúc lớn lên nó mới hiện bài ra rõ ràng. Chứ không thôi lớn lên nó đâu có hiện bài ra. Nếu không có sắc tính thì đâu có thành được nam nữ. À, cho nên phải có sắc tính và sắc ý vật là cái chỗ để cho tâm lương. Chứ nếu không có sắc thì tâm nó không có chỗ nó lương. Thì như vậy ba cái này là điều kiện tối cần thiết là phải có khi một chúng sanh có sắc pháp, có đầy đủ ngũ uẩn. Sắc thần kinh thân, sắc tính và sắc ý vật đó là cái vấn đề mà kỳ trước học rồi á, về sắc pháp kỳ trước chúng ta học rồi á, giờ nhắc sơ lại ha. Rồi nắm được không, nắm được không cho biết cái bông đi. Alo, vô tới mấy cái phần nó vi tế ghê lắm, vi tế kinh khủng á. À, mình nắm được cái bài học rồi đó, khi mình đi vào pháp hành mình mới thấy cái sự hiện bài rõ rệt của từng chút ha. Chứ nếu mình không học mình tưởng là mình thấy, nhưng mà thực sự mình không thấy gì đó. Thấy mà tưởng tượng thôi, tưởng tượng như tưởng voi ha. Rồi ok, xả thú rồi, danh sanh rồi, sắc sanh có đầy đủ không? Rồi thời sanh, xuống dòng thời sanh là cái phần riêng nha. Thời sanh
tái sanh. Có ba cách. Một, thời tục sinh. Thời tục sinh sanh, ghi đầy đủ là thời tục sinh sanh. Và thì sanh thì trà tí là thời tục sinh sanh. Hai chấm. Có nghĩa là danh và sắc nghiệp, có nghĩa là danh và sắc nghiệp trong thời tục sinh sanh, có nghĩa là danh và sắc nghiệp trong thời tục sinh sanh thì được gọi là thời tục sinh sanh. Tức là có nghĩa là lúc mà cái tục sinh đầu tiên thì lúc đó là có danh và sắc nghiệp sanh trong cái thời đó thì được gọi là thời tục sinh sanh. Sanh là danh và sắc, gọi là danh và sắc nghiệp sanh trong cái thời tục sinh thì được gọi là thời tục sinh sanh. Cái gì nắm được mà nắm được ý này không? Alo. Rồi ha, dễ hiểu ha. Dạ, sao mình gọi được ha. Rồi, số 2. Tiếp diễn sanh. Tiếp diễn sanh. Sanh tới đi trà tí. Sanh tới đi trà tí. Tiếp diễn sanh. Tiếp diễn sanh. Là danh và sắc liên tiếp sanh khởi, tức là danh và sắc liên tiếp sanh khởi không gián đoạn cho đến khi mạng chung, tức là danh và sắc liên tiếp sanh khởi không gián đoạn cho đến khi mạng chung thì được gọi là tiếp diễn sanh ha. Tức là sau khi tục sinh rồi danh sắc liên tục sanh khởi không gián đoạn, liên tục vậy ha, liên cho đến khi nào mạng chung thì được gọi là thời tiếp diễn sanh, tức là tiếp diễn sanh. Rồi số 3, sát na sanh. Sát na sanh. Khanh ni ca trà tú. Khanh ni ca trà tú. Vị này có cái gì lẻ nha. Rồi. Tức là đây nói về cái phần danh, tức là tiến trình sanh diệt của mỗi sát na tâm. Có ba sát na tiểu là sanh, trụ, diệt. Đó là nói về phần danh, tức là phần danh pháp á. Tức là mỗi một sắc na tâm sanh có ba sắc na tiểu là sanh, trụ và diệt. Rồi, đó là nói về phần danh. Còn về phần sắc thì mỗi một bọn sắc tiến trình sanh diệt có đến 51 sắc na tiểu tính theo 17 sắc na tâm. Mỗi sắc na tâm thì có ba sắc na tiểu, mà 17 sắc na tâm thì mình lấy 3 mình nhân cho 17 thì có 51 sắc na tiểu. Cũng có 3 giai đoạn là sanh,
thì lấy một sắc na tiểu đầu tiên, trụ là 19 sắc na, trụ là 49 sắc na giữa, có sắc na tiểu giữa, và diệt là một sắc na tiểu cuối cùng của tiến trình của một đoạn sắc. À, đó là sắc na, nói về những sắc na xanh. Tức là phần sắc pháp á, thì nó hơi rắc rối xíu à. Tức là sắc pháp á, thì mỗi một cái bọn sắc của tiến trình sanh diệt của nó đó, nó có đến 51 sắc na tiểu, tính theo 17 sắc na tâm. À, tức là 17 sắc na tâm thì sắc pháp nó tồn tại cho nó đầy đủ 17 sắc na tâm. Thì như vậy mỗi một cái sắc na tâm á, thì nó có ba cái sắc na tiểu, sanh trụ diệt, như nãy mình nói, sanh trụ diệt ba sắc na tiểu. Thì ba sắc na tiểu này á, nhân cho 17 sắc na thì bằng 51, tức là 51 sắc na tiểu tính theo phần sắc pháp, và sắc pháp là có một là tiến trình của sắc pháp sanh diệt cho đến 51 sắc na tiểu. À, thì nó cũng có ba giai đoạn. À, ngay giai đoạn đầu là sanh, thì tức là sắc na tiểu đầu tiên, tức là khi mà sanh ra là đầu tiên, sắc na đầu tiên. Rồi trụ là lấy 49 sắc na tiểu giữa, và diệt là một sắc na tiểu cuối cùng của một bọn, một tiến trình của một bọn sắc pháp. Là sắc pháp nó tiến trình nó lên tới 51 sắc na tiểu. À, nó đi theo 17 sắc na tâm. À, thì như vậy một cái lộ trình 17 sắc na tâm, như vậy là sắc pháp nó mới nó sanh và nó diệt. Như vậy là chúng ta có được 51 sắc na tiểu thuộc về tính theo sắc pháp. Dễ hiểu mà, hello. Hello. Hiểu ha, ok. Cái này có học lâu hả? Giờ nhắc lại đó ha. Rồi, vậy là trí tuệ phát sanh ha. Sắp thành tựu chánh trí ha. Rồi, cách sinh hai chấm. Sinh hai chấm, và sinh thì giờ nói tới cách sinh. Có bốn từ từ nha. Ok, cách sinh có bốn. Để cho mấy ta, quý vị ghi lại cái phần sắc pháp cho nó rõ ha, nó cho mình nắm được cái đó ha. Tức là mình vẽ cái vòng tròn tâm á, mình vẽ 17 cái vòng tròn ha, 17 cái vòng tròn là lộ trình tâm, 17 cái vòng tròn đó. Thì trong mỗi một cái sắc na là một vòng tròn, thì trong sắc na nó có ba phần, ba sắc na tiểu, thì sắc pháp đi theo từng cái đó, theo mỗi ba sắc na tiểu đi tới hết luôn, có được 51 sắc là cái sắc pháp sanh. À, thì vẽ ra mình thấy nó rõ hơn. Rồi, có bốn. Chất sinh có bốn. Một, noãn sinh. Anh đã chất trà tí. Noãn sinh. Anh đã chất trà tí. Hai là thai sinh. Cha là bú chất trà tí. Thai sinh. Thứ ba là thấp sanh, sanh xê đá chá trà tí. Thứ bốn là hóa sanh, ô bá bà tí cá trà tí. Thì như vậy trong cái cách mà được sanh ra, sự hiện hữu, sự có mặt, thì có bốn cách này. Một là noãn sinh, là sanh trứng, là những cái loài chúng sanh mà sanh qua trứng, thụ thai qua trứng. Có loài mà thai sinh, qua bào thai. Có loài thì thấp sinh, sinh nơi ẩm thấp, và loài thì thuộc về hóa sinh, là đột nhiên thình lình quá hiện ha, nghĩa là hóa sinh. Có những chỗ là noãn sinh với thai sinh ta gom vô một, nhưng mà mình phải phân rõ ràng cho nó chính xác ha. Noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. À, như vậy sinh chúng ta cho chúng ta biết là có bốn cái loại. À, như vậy loãng thai thập hóa,
bốn loại. Con người mình thì sanh qua thai sinh, những loài côn trùng, những loài sâu bọ là sanh thấp sinh, có những loài sanh loãng sinh là gà, vịt, sanh trứng loãng sinh, hóa sinh là những chư thiên hóa sinh. Thì như vậy toàn tam cõi này, tam thế giới này có đủ các loại loãng thai thấp hóa đầy đủ, không thiếu gì hết ha. Rồi, tiếp theo là thấp sinh là ẩm thấp á, những cái nơi mà dơ bẩn ẩm thấp, nước đục tù áo này kia. Thì ví dụ giờ giờ nhà mình sạch không có gì á, nhưng mà mình để nhà mình nó đọng nước dơ hay gì đó, mình để thời gian là nó là điều kiện, nó làm duyên, nó cho những cái loại sinh đó, những cái con này con kia nó dồi con này con kia nó hiện hữu. Thì những loài mà sinh ở nơi thấp sinh, những cái loài những cái chỗ ẩm thấp, dơ bẩn, nước tù đụng này kia, hoặc là những hồ này cái thấp sinh. Còn loãn là trứng, thai là sinh qua thai vào, hóa sinh là biến hóa, và những vị chư thiên đột nhiên là sanh liền ha, thì là hóa sinh. Rồi uẩn sinh hai chấm, uẩn sinh đâu có gì tự nhiên được, nó phải có duyên đầy đủ, đâu có tự nhiên có. Là phải có cái cơ duyên, tức là cái duyên của cái chỗ ẩm thấp. Ví dụ như thấp sinh là có chỗ ẩm thấp mà cái tù động không, thì đó là cái duyên để cho cái thức tục sinh nó sanh vô, cho những cái loài nào nó họ lại cái cảnh giới đó, trú xứ đó, thì nó sanh vô chỗ đó, thì cái tục sinh cho cái chỗ đó thì gọi là thấp sinh, những cái loài sanh thấp sinh. Chứ mình không có gì tự nhiên, không có gì trên đời này tự nhiên, cái gì cũng phải có cái duyên, nó đầy đủ nhân duyên. À, tại vì mình không hiểu, mình nói tự nhiên giống như hóa sinh là những gì như thiên hóa ra biến hóa là như đang đồn đồn đột có mặt liền, mình do là tự nhiên có, nhưng mà thực sự không có, nó có đầy đủ điều kiện hết, nó phải có điều kiện ắt có và đủ nó mới hiện hữu được, chứ không có cái gì mà tự nhiên hiện được. Cho nên đó là vấn đề nhân duyên, tất cả các pháp đều do duyên mà, không có gì mà không có duyên. Rồi nắm được chưa, thiền vũ nắm được chưa, để không thôi hiểu lầm mà dính cái kiến chấp đó, mệt á. Tức là tất cả các pháp đều do duyên sanh, là không có gì mà tự nhiên hiện hữu. Vẫn chưa hiểu. Rồi giờ thí dụ nha, giờ thèm ăn phở. Vô thủ thèm, thiên vũ thèm phở, muốn có tô phở thì nó đột ngột thình lình có được không? Alo, phải có gì, muốn có phở phải có gì đây, muốn có cái phở thì có cái gì, muốn có tô phở thì có tiền. Tiền mua này, phở rồi mua xương, mua thịt rồi mua đủ thứ, nó nhiều thứ làm lại rồi nấu nướng lên đủ thứ chuyện rồi mới ra được tô phở. Thì nó tất cả đều do duyên mới có được, chứ không phải có, không phải tự nhiên có được, không có gì mà tự nhiên có được. Rồi ngay cả giờ mình đi ra tiệm ăn vậy đó, mình ra mình kêu cái tô phở bưng ra liền có liền, nhưng mà thực sự đâu phải vậy. Ông đó nấu thấy mồ luôn. Ông nấu mệt xỉu luôn. Thì nói cái đó là thấy là phải có đầy đủ nhân duyên ha, phải có đầy đủ mới có xuất hiện được. Nếu mà không có là nó tiêu, nó mất, biến mất ha. Có thôi. Rồi, nắm được chưa, hiểu được chưa? Tất cả mọi chuyện đều phải có nhân có duyên, cũng như cái room này. Và nếu không có mở room thì đâu ai vô đây, đâu ai biết vô ha. Nhờ có mở room, rồi có mở cái room ra cái nghe có đầu cái cô Nhật Quỳnh cô réo, cô kêu cô réo người này, cô kêu người kia. Rồi mời thầy giữ lại. Dạ
Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào thầy Kim và kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa thầy là con cứ thắc mắc, thí dụ như nếu mà loài cấp xanh thì thí dụ có thể là con giòi hay con giun. Thì con không biết tự nhiên sao nó có, thì con cứ tưởng là thí dụ con giòi nó là phải do những cái con ruồi nó đẻ trứng ở chỗ dơ bẩn, hay là con giun nó phải khi mà nó đứt nó phân chia ra, hoặc là nó mới thành một cái gì đấy để nó tự nó tạo ra con giun hay con giòi. Nên con vẫn cứ thắc mắc cái cấp xanh, con xin thầy giảng kỹ cho con ạ. Rồi thì đó phải có cái duyên nó mới sanh ra được nha. Ruồi nhộng vậy nó thải ra trên đó, hoặc là nó đẻ trứng ra đó thì mới sanh ra được này kia nọ, trong cái thấp ẩm trên đó. À, tức là phải có cái chỗ đó, phải cái trú xứ, phải có chỗ ẩm thấp thì những cái loài, những con dồi con này con kia nó mới sanh khởi. À, tức là đúng rồi đó, hạ nó phải có cái điều kiện đầy đủ cần thiết thì nó mới hiện khởi được cái loài đó được. Chứ thôi đâu có, không có đâu được đâu. Ví dụ như mình giữ nhà sạch sẽ, mình không có để cho bị dơ bẩn, không để cho bị tù động thì nó đâu có sanh ra những cái loại đó. À, nó không có điều kiện thì sao sanh được. À, nhưng mà hãy mình để dơ, mình để nước động này kia là hôi thối, bắt đầu nó đầy đủ yếu tố nhân duyên là bắt đầu dòi bọ, bắt đầu nó sanh ra. À, thì đó là phải có nhân duyên, tất cả phải có nhân duyên. À, nó vậy đó. Ghê lắm, cái đó cũng là cái độc đáo của cái thế giới như này, phải có đầy đủ cái gì đó là bắt đầu nó xuất hiện nhiều thứ, nhiều loại, cũng nhiều nhiều nó virus nó tự đâu rồi có, nó con corona nữa, nó phải có nhân duyên nó phát sinh được chứ, mà mình chưa có ai nắm rõ được nguyên nhân từ đâu nó phát sinh, nó xuất hiện, nhiều cái vấn đề nó vì thế ghê lắm, mình khó biết được. Ừ, đó, thì như vậy đó, à, nó phải có cái diện, phải có đầy đủ điều kiện. À, rồi mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nhật Quỳnh ngồi nghe thầy giảng và cũng nghe Thiện Vũ hỏi. Nhật Quỳnh xin hỏi Thiện Vũ nha. Phải ý Thiện Vũ, dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Phải ý Thiện Vũ hỏi thầy là mình làm cái điều kiện gì để mình trở thành cái loài hóa xanh, phải không Thiện Vũ? Phải Thiện Vũ muốn hỏi như vậy không? Alo. Dạ, ví dụ như dạ, kính mời Thiện Vũ nha. Dạ, à, thưa thầy, con cứ suy nghĩ, con cứ nghĩ như thấp xanh là nó cũng như là một loại noãn xanh, nếu như có con ruồi hay con gì nó đẻ trên đó, hay như Giang Nhật Hạ nói là mang chậu cây cảnh vô trong nhà, nó có những cái con đấy thì con nghĩ nó có trứng sẵn, hoặc là những cái loại virus bây giờ đặc biệt tự nhiên nó xuất hiện ra thì con lại nghĩ là những cái loại virus nó cũng có thể có trường hợp là có những cái loại virus đó nó đã bị hóa, nó bị ép trong những cái tảng băng từ bao nhiêu triệu năm rồi, bây giờ do biến đổi thời tiết, ví dụ đang nghe nói là tảng băng ở Bắc Băng Dương hay ở Nam Thái Cực nó tan ra, thì tự nhiên đến cái lớp đó nó hiện ra những cái con virus đó mà đã có cách đây cả triệu năm. Thì con cứ nghĩ như vậy, nên là con cứ băn khoăn về thấp xanh. Con xin thầy sửa giảng cho con ạ. Rồi, sao? Bây giờ mình phải nên hiểu là không có một cái con nào, một cái loài gì mà tự nhiên nó xuất hiện các bạn. Hiểu vậy, tức là mình phải hiểu là dù có thấp xanh, thai xanh, noãn xanh, hóa xanh hay gì, là không có cái gì mà tự nhiên nó hiện lên đó. Nó phải có một cái điều kiện nào đó, một cái nhân duyên nào đó mà mình không hiểu rõ được cái nhân duyên đó là từ cái gì thôi. À, mình phải hiểu là tất cả mọi loài đều phải có cái điều kiện để mà nó mới phát sanh được. À, chẳng hạn như thấp xanh, mình nói về thấp xanh thì nó phải có cái điều kiện nào đó, cái nơi ẩm thấp, à, để nó phát sanh ra những cái loài đó, à, thì mới gọi là nó sanh ở thấp xanh. À, còn những cái loài nào mà do trứng sanh ra, à, thì gọi là nõn xanh, mình phải biết rõ xác định nha. Còn cái loài nào mà không có do trứng xanh, không có do thấp xanh, à, không có do thai xanh mà có mặt thì gọi là hóa xanh. À, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải phân biệt ra tại sao Lưu Phật dạy có bốn cái loại xanh vậy, tức là nõn xanh, thai xanh, thấp xanh, hóa xanh. Thì loài nào xuất hiện có mặt do từ nõn xanh ra
tức là từ trứng sinh ra thì được gọi là noãn sanh. Dù bất kỳ ở cảnh giới nào, khi mà thấy noãn sanh thì được gọi là noãn sanh. À, còn thai sanh thì được gọi là những cái loài mà được sanh ra từ vào thai mà đẹp đẽ ra đó thì gọi là thai sanh. Còn những loài nào mà có mặt hiện hữu trên cõi đời mà với cái những cái chỗ mà ẩm thấp là tù động thì cái phát sanh ra thì được gọi là thấp sanh. À, còn hóa sanh là những loài mà biến hiện thành linh đó là hóa sanh. À, đó là như vậy thôi chứ đâu có gì đâu khó hiểu đâu. Tức là nói chung là mình phải hiểu là không có một cái gì trên thế gian này mà tự nhiên nó có mặt hết trơn đó. Nó phải có nhân duyên đầy đủ nó mới có mặt được, tức là không có gì mà tự nhiên hết á. Mình hiểu như vậy đó, một cách rõ ràng như vậy không? Rồi, Thiên Vũ muốn nói nữa hả? Mời. Dạ, thưa thầy, con cứ lấn cấn, con cứ cảm giác như là thấp xanh nó giống như noãn xanh á. Thí dụ những cái loại trứng đó nhưng mà chưa có đủ cái điều kiện để nó xanh lớn lên á, thì khi mà đủ điều kiện ở cái thấp xanh ẩm thấp hay tối hay gì đó thì nó sẽ lớn lên. Nên là con vẫn cứ lấn cấn giữa noãn xanh với thấp xanh ạ. Rồi, thì cái loài nào mà nó từ cái trứng sanh ra, dù ở bất kỳ nơi nào, thì dụ như sanh xuống cái chỗ nước đậm đó mà nó sanh bằng trứng thì được gọi là noãn xanh, chứ đâu có gì đâu. Thì nó thuộc về trứng sanh ra mà thì noãn xanh. Còn cái loài nào không phải trứng sanh ra mà nó là ở thấp xanh sanh ra thì gọi là thấp xanh. Nó rõ ràng thôi chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Bây giờ con ruồi hay là nó đẻ cái trứng xuống đó thì đẻ nó trứng xuống đó thì con vật khác sanh ra tự trứng thì nó là loãng sanh rồi. Nó đâu có gì khác đâu. Ok. Đấy mà cái gì mà nó đủ điều kiện là nó sanh à. Thì là trứng xanh, gà thuộc về trứng xanh, gà xanh trứng là xanh cái trứng, từ cái trứng ra mà thì kêu là trứng xanh. Thì nói chung là nó cũng có những cái mà nó gần gần giống nhau như vậy. Ví dụ như giờ mà mình mẹ người con người mình nè, người đàn bà mà mang thai là cũng phải có trứng vậy, cũng phải có cái trứng vậy. À, nhưng mà cái trứng này nó không nó khác với là cái loài là trứng xanh kia. À, loài mà là noãn xanh á. À, nó là những loài thấp. Cái loài xanh mà có trứng á. À, xanh cái trứng ra rồi cái trứng bể ra là con là noãn xanh. Còn thai xanh mình là mặc dù là có trứng, mặc dù là mình trứng của người mẹ rồi thụ thai nhân tinh trùng thụ thai thì rồi mới, từ đó nó sanh ra người nó rồi mới ra người chứ không phải ra trứng. À, nói chung là nó cũng có những cái lắc léo trong cái này nó gần với nhau không? Rồi mình phải biết là nó có những cái vấn đề như vậy. Nó cái trứng ra là mấy con gà thì đã nhiều người nó thắc mắc cái trứng xanh trứng gà xanh trứng trứng vậy đó. Nên là do từ cái nhân duyên hết, do từ cái nghiệp trong quá khứ mà cho cái thức tái tạo nó làm duyên nó sanh ra cái danh và sắc lúc đó thì nó ra cái trứng, nó mới có cái trứng do cái nghiệp trong quá khứ cho cái thức tục sanh làm thức làm duyên ra cho danh và sắc thì như vậy là cái đầu trứng nó sanh ra. những cái cách này mình hiểu ha, mình hiểu theo cái tri kiến của mình đây là khá như thế, nhưng mà trong chú giải thì chưa thấy một cái sách nào người ta phân rõ về vấn đề này để cho mình thấy, tại vì nó kế nhau vậy đó, nó kế cận nhau, nhưng mà mình thấy theo mình nhìn thấy lên cái sự thật đó. Thì những cái loài nào mà sanh bằng cái trứng, tức là đẻ ra trứng xong bể trứng rồi sanh ra thì kêu là noãn xanh, mình thấy theo mắt của mình. À, còn cái nào sanh làm chúng sanh liền, sanh làm người, làm chó, làm này cái thì gọi là thai sanh. Còn những cái loại nào mà nó ẩm thấp thụ động nó sanh ra thì kêu là thấp sanh.
đó. Còn như mà quá xanh thì nó dễ, tinh linh đột biến nó có liền ha, xanh ra liền đó. Thì như vậy đó là bốn cái loại đó, mình nhìn theo cái mình thôi, nhưng mà mình tính theo chi tiết, nhưng mà tính phân chi tiết vô thì nó lại rắc rối nữa các bạn. Thì mình cũng có thể hiểu được như vậy, mình hiểu theo cái chi tiết từng chút phân giai đoạn đó, đó. Thì mình cũng thấy được vấn đề nó hiện ra thôi, chứ nó có gì đâu. Được chưa? Thông qua ha, cái này mà, về cách sinh thì cho chúng ta biết có bốn cái này. Rồi về quẩn sinh nè, quẩn sinh, quẩn sinh có ba. Quẩn sinh có ba. Copy vô. Một là ngũ uẩn sinh, sinh trong 26 cõi ngũ uẩn, là ngũ uẩn sinh. Hai, tứ uẩn sinh, là sinh trong 4 cõi vô sắc. Ba, nhất uẩn sinh, là sinh trong cõi vô tưởng. Thì về đây uẩn sinh có ba: ngũ uẩn, tứ uẩn và nhất uẩn. Thì chúng sanh nào được sanh ra có đủ ngũ uẩn thì được gọi là ngũ uẩn sinh, mà ngũ uẩn sinh này thì có mặt trong 26 cõi ngũ uẩn, có đầy đủ 5 uẩn không. Rồi tứ uẩn sinh tức là sinh trong 4 cõi vô sắc, mà chỉ có danh pháp thôi, không có sắc pháp. Thì như vậy là tứ uẩn sinh. Rồi nhất uẩn sinh là chỉ có một uẩn, một là sắc pháp, là một uẩn là sắc uẩn, sinh trong cõi vô tưởng. Thì như vậy uẩn sinh cho biết có 3 loại: ngũ uẩn, tứ uẩn và nhất uẩn. Rồi như vậy là chúng ta thấy rằng từ cái vấn đề mà nghiệp hữu nó làm duyên cho cái sự mà sanh hữu, thì chúng ta có được là nhiều thứ, nhiều loại ha, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, từ những nghiệp hữu trong quá khứ nó cho sự tái sanh. Thì như vậy những cái sự thắc mắc của người đời mình, những trứng con gà có trước trứng hay trứng có trước con gà, cái đó là phát sinh từ cái sự không hiểu biết. Mình vô minh mình không hiểu được, mình phải nói vậy chứ là chuyện nó đâu phải vậy. Nó từ cái nghiệp hữu trong quá khứ, nghiệp hữu của chúng sanh nào đó chết mình mới tục sinh vô, có cái thức tục sinh vô trong cái bụng gà, tục sinh vô gà trong lúc đó thì danh và sắc nó xuất hiện, thì nó tái tạo ra cái trứng. Thì chúng sanh nó nằm trong đó, cái trứng từ từ ra, cái trứng đẻ trứng ra là thuộc về noãn sinh, rồi chui ra gà là con gà. Thì vậy mình tưởng là cái trứng đẻ ra gà, gà đẻ ra trứng, mình chỉ thấy cái trứng mắt. Thì cái cãi nhau, có nhiều người nó cứ tranh luận cãi nhau như vậy, bởi vì người ta không hiểu được trước cái đó nó là cái gì. Tất cả đều là do nghiệp hữu nó tái tạo, do vô minh nghiệp nó tái tạo, nó làm thành những chúng sanh đó. Vì vậy phân loại chúng ta thấy là có được 4 là noãn, thai, thấp, hóa, 4 loại này. Còn nếu mình tục sinh những cảnh chúng sanh mà thấp á, thì thuộc về thai sinh có, thấp sinh có, noãn sinh cũng có. Mà cõi vui á, thì thai sinh có, noãn sinh cũng có, hóa sinh cũng có. Thì đó là những cái cảnh giới mà chúng ta đã học qua về phần cảnh giới. Về quẩn sinh thì mình cũng có, mình thuộc về năm uẩn, thì mình thuộc về ngũ uẩn sinh, là năm uẩn, là mình sanh ra một chúng sanh, sanh ra có đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn, hay nói chung nói gọn là có danh và sắc, là ngũ uẩn sinh. Thì cái ngũ uẩn này nó sinh ra trong 26 cõi ngũ uẩn, tức là 4 cõi khổ, 7 cõi vui dục giới, và những cõi sắc giới, 16 gọi sắc giới, về 15 gọi sắc giới. Thì như vậy có 5 uẩn. Còn tứ uẩn thì chỉ có những vị tu thiền sắc giới, tu thiền vô sắc giới, họ đắc thiền vô sắc giới, họ chết sanh về cõi tứ uẩn sinh, tức là cõi đó là cõi vô sắc, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng á, thì đó là thuộc về tứ uẩn sinh. Rồi cái nhất uẩn sinh là do những vị tu thiền sắc giới, họ tu thiền sắc giới, họ đắc thiền sắc giới, xong mà chán nản cái tâm, họ mới phát cái đại nguyện là nguyện sanh đừng có tâm thức, do những nhàm chán cái tâm quá, cái tâm nó quậy quá,
thì do cái nguyện lực của họ, do cái cảnh giới mà cái sự tu thiền của họ quá mạnh, thì chết tự tử tục sinh vào cõi vô tưởng, là cõi đó chỉ có một là sắc quẩn, thì gọi là nhất quẩn sinh, là sanh đó là có cái sắc thôi, có sắc pháp thôi, như búp bê đang nằm yên đó, rồi 500 kiếp trên đó. Như vậy là chúng ta có được ba cái ngũ quẩn, tứ quẩn và nhất quẩn, có bốn là loãng, thai, thấp, hóa, và đầy đủ những cái cách sinh như vậy không? Rồi những cái mà những tục sinh theo thời, mình có thời tục sinh, thời tiếp diễn, rồi những cái sắc na sinh, thì chúng ta học là có đầy đủ từ cái do nghiệp hữu nó làm cho phát sanh ra, có danh sanh, sắc sanh, thời sanh và cảnh giới đã sanh. Thì như vậy là cái sự luân hồi nó sẽ hiện hữu trong hiện bài là một cách rõ rệt, tại vì chúng ta vô minh, mình không biết nên mình không thấy được cái sự luân hồi đó, thấy cái sự diễn tiến của cái đời sống và danh sắc nó phát triển như thế nào, mình không hiểu được do nghiệp lực nó tái tạo như thế nào. Và khi bây giờ mình học xong, mình mới thấy cái vấn đề nó hiện bài trước mắt mình một cách rõ rệt ha. Lúc đó cái niềm tin của mình càng lúc nó càng vững chắc. Khi chúng ta học vi pháp xong, mình có được cái niềm tin về Tam Bảo rất vững chắc, vì thấy đó là sự thật, sự hiện hữu, sự luân hồi là có thật chứ không phải không có thật. Nhiều người tới giờ rất là nhiều người nó không có tin vào vấn đề này ha, mà nó chết là hết, chết nó không có luân hồi luân thiết như. Hoặc là có người ta tin là khi mà chết họ theo một tôn giáo nào sẽ được về cái cõi đó và sống đời đời đó luôn, họ chỉ tin như vậy thôi chứ họ không thấy được cái sự diễn tiến của nghiệp lực và tái tạo ra cái cảnh giới tái sanh mới trong tương lai. Khi mà chúng ta học được vi pháp, mình sẽ thấy được cái sự lợi ích và cái sự mà sâu xa của cái giáo pháp một cách tuyệt vời. Nhưng mà vậy mà chúng ta cũng còn nghe nó có rất là nhiều vị cũng thuộc loại cũng cao á, mình cũng còn tuyên bố rằng là không cần học vi pháp, không vi pháp học chi, nó không phải của Đức Phật dạy. Nên chúng ta thấy nhiều ông cũng tuyên bố như cái cũng xâm dần luôn. Mình cũng biết nói sao thôi, thì đâu nói gì tôi nói, biết sao vậy. Mà nó khổ nổi cái khỏi vô tưởng thì không có tâm đâu nữa, đâu có tâm ngưng à. Tại vì do nguyện lực mạnh đó, nguyện lực của người đó thiền đó, tâm nó, dòng tâm thức nó tử nó ngưng luôn à. Ngưng luôn, nó không sanh, nó chờ chưa không có điều kiện, khi đủ điều kiện sanh trở lại, hết cái kiếp tuổi thọ trên cái khỏi vô tưởng thì cái tâm thức nó sanh lại. Đó là vấn đề như vậy không? Cho nên chúng ta được cái duyên lành, mình được cái phước báo, mình học được cái môn này, cái môn pháp này. Chứ nếu không là giờ thời buổi giờ nó tùm lum lắm, bây giờ buổi giờ hỗn loạn, tuyên bố nhiều người tuyên bố nhiều cái nhưng mà hết biết nói sao luôn. Mình là người trong tu học trong Phật pháp mà mình tuyên bố là ví dụ pháp không phải là của Đức Phật, vì pháp là không cần phải học. Học chi vô ngồi thiền nhịp nhịp phòng xẹp là thành tựu không? Tuyên bố nhiều cái mình không hiểu sao ta dám nói là nói bằng nghiệp chết luôn. Đó là vấn đề mà hôm nay mình học ở đây ha. Học ở đây là tới đầu là mình học tới phần hữu nghiệp hữu nghiệp hữu duyên sinh, và tuần sau thì mình học tới gì sanh dương lão tử. Sanh dương lão tử ghi lại nha, tuần sau học sinh dương lão tử. Ok, đó, mình nhớ nha, tuần sau mình đọc cái đó này, ai chuẩn bị đọc bài chuẩn bị trước để tuần sau mình lên đọc cho nó rõ ràng cho người khác và nghe lại ha. Ôn lại rồi do phước báo hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng điều nhau cả thái. Nam mô Bồ Tát Giá, nam mô Ma Giá, nam mô Sa Di Đà. Rồi xin trả mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Nhà sa thú lành thai, Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng được nghe hiểu, để tin theo tâm bảo
rất là vững chắc. Dạ, một lần nữa thành kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, nghe thầy nói thì Nhật Quỳnh cũng thấy ra được một cái điều, có nhiều vị gọi là tu nhưng mà dám nói không cần học gì nhiều pháp, chỉ cần hành thiền thì Nhật Quỳnh thấy có rất là nhiều người theo và tin điều đó là sự thật. Thì thấy thật sự là nói là đạo tràng chúng ta rất là có duyên may, nghe quý vị, mình được vô học với thầy kinh hoặc là vô những cái rơm năm truyền chính thể thì mình mới gặp được duyên lành. Chứ nếu không mình đi lang mang giống như sư Giác Nguyện nói rất rất là nhiều, mà có thể là bằng bao nhiêu là cái kinh để dạy về Phật pháp, nhưng mà nếu mà mình không biết lựa chọn thức ăn cho đúng thì mình dễ bị sai lầm, mà mình sai lầm thì mình đỏ không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nên rất là tri ân, dạ, Nhật Quỳnh rất là tri ân quý sư cũng như thầy kinh và tất cả đạo tràng đã vào những cái rôm Phật giáo năm truyền chính tông đại học thì không thể nào sai lạc được, rất là tri ân. Dạ, có quý vị vào học thì cái rôm, ví dụ như cái rôm Phật giáo năm truyền đi thì mới tồn tại lâu dài, chứ còn nếu không quý vị không vào học, quý vị nghe những vị khác nói ôi học với diệu pháp đâu thành vấn đề, hoặc là những cái dư sự pháp cú kinh không có đúng sự thật thì thật là khổ cho mình. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh rất là tri ân đạo tràng. Dạ, bây giờ dạ con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không, bạch sư sẽ cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ.